Sáng nay, hàng triệu người dân Sri Lanka đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu tổng thống mới, người sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ củng cố đà phục hồi kinh tế mong manh của quốc gia Nam Á này sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Có 17 triệu người dân Sri Lanka đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống được xem là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa tổng thống đương nhiệm Rani Wickremesinghe, lãnh đạo phe đối lập chính Saeed Premadasa và ứng cử viên theo chủ nghĩa Marx Anura. Kumara Disa Naike. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 7 giờ sáng 21 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 8 giờ 30 theo giờ Việt Nam và kết thúc lúc 16 giờ chiều cùng ngày, tức 17 giờ 30 giờ Việt Nam. Dự kiến, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó. Khoảng 17 triệu trong số 22 triệu người dân Sri Lanka đủ tư cách cử tri. Ủy ban bầu cử Sri Lanka cho biết có hơn 13.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc và 250.000 viên chức nhà nước sẽ được triển khai để quản lý cuộc bầu cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi nền kinh tế Sri Lanka sụp đổ vào năm 2022.